Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm swatch và một chút review về son Huda. Ở đây thì mình có 6 cây son nằm trong 3 bộ son theo set như thế này. Có mỗi bộ thì gồm có 2 cây son và một chì kẽm môi. Với giá 24 đô một bộ như thế này thì mình cảm thấy giá của nó khá là hợp lý và tiết kiệm, vì một cây chì kẽm môi không cũng đã là 18 đô rồi. Còn bây giờ nếu như các bạn muốn xem đây là những màu son gì thì hãy tiếp tục theo dõi. Bộ son đầu tiên mình có ở đây là thuộc tông màu tím. Màu mình đang sử dụng đó là màu Trophy White và màu tiếp theo sẽ là màu Muse. Mỗi set son thì đều có một tông màu riêng và đây là điểm mình rất thích, vì như vậy mình không phải băn khoăn màu nào đã sử dụng và màu nào không cần sử dụng. Về chì kẽm môi của Huda thì đây có lẽ là một sản phẩm rất là đáng với giá tiền của nó. Mặc dù bản thân mình không xài liner, nhưng cây chì này lên môi rất mềm, lướt nhẹ trên môi mà màu sắc còn rõ ràng nữa. Khi chì khô màu đi thì nó cũng chẳng lem đi đâu nữa. Về son thì chất son hơi lỏng. Lúc đầu mình cũng ngạc nhiên và nghi ngờ rằng chất son lỏng như vậy thì màu lên có đúng hay không, hay là mình lại bị lừa tình nữa đây. Nhưng cuối cùng thì mình đã không thất vọng, mà ngược lại, nó còn làm cho mình rất là hài lòng về chất lượng của son. Son lên môi mỏng nhẹ, không làm môi có cảm giác bị căng hay khô gì hết, và son còn giữ màu rất là lâu nữa. Set thứ hai mình có theo thứ tự ở đây đó là màu Trendsetter và tiếp đến sẽ là màu Bombshell. Về kiểu dáng của son thì mặc dù là mini size nhưng thiết kế của nó thì giống hệt như là full size. Thân son được làm mờ và tên thì được in lên thân son. Còn màu son thì được dán ở đáy chai. Mình thì cực kỳ không thích kiểu thiết kế này. Với mình đầu cọ hơi to, hơi bất tiện một chút để đánh, nhưng nếu dùng đầu cọ để dặm lại thì cũng không sao. Mọi người thường đánh son như thế nào? Còn mình thì lúc nào mình cũng lấy son ra riêng, vì mình cảm thấy làm như vậy nó sẽ hợp vệ sinh hơn cho cây son của mình. Vì vậy đầu son có hơi khó đánh một chút thì nó cũng sẽ không làm khó mình trong khoảng chấm điểm này đâu. Và set cuối cùng ở đây có tên là Vision and Famous. Đây là set tông son có màu đỏ đậm. Và với hai màu này thì mình lại có cảm giác nó lỏng hơn những màu trước. Trước khi đánh thì mình cũng phải lắc cho đều son hơn. Nhưng được một cái là hai màu này lên nhìn rất là đẹp và rất là quyến rũ, phải không nào? Vậy là hết swatch của mình rồi. Các bạn đã chọn ra được màu nào cho mình chưa? Hãy comment cho mình biết ở bên dưới nha. Đừng quên like và subscribe cho channel của mình. Bây giờ thì tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye!